Chào các bạn, hiện tại kênh mình đang bị mất đề xuất dẫn tới một số bạn không nhận được thông báo từ channel của mình. Để nhận được thông báo, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký, kích vào chuông, bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Sinh Tồn tập tiếp theo. Và trước khi bắt đầu video này, nếu như bạn nào là fan channel của mình, yêu mến mình, chúng ta thích làm tiếp tục cái video về Minecraft Sinh Tồn nữa, thì đừng quên giúp mình đạt 777 like cũng như là 37 lượt chia sẻ nha. Và đừng quên, nếu bạn là người mới, đừng nhớ kích nút đăng ký, kích vào chuông, bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Đó chính là ngày hôm nay mình sẽ đi kiếm ba cái đầu của Wither. Và có lẽ là khi các bạn xem clip này cũng như là đọc cái tiêu đề của video clip này thì các bạn cũng sẽ thắc mắc, đó là lý do tại sao đây là video clip cuối cùng. Ngày hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn biết, đó chính là mình sẽ dừng hoàn toàn series Minecraft Sinh Tồn này trên kênh MK Gaming nha các bạn. Lý do tại sao? Đó chính là cái series này mình đầu tư rất là nhiều luôn các bạn. Tức là mình đầu tư khoảng tầm một ngày khoảng tầm 3-4 tiếng để quay cho một tập. Và chúng ta cũng edit các thứ thêm tầm một tiếng nữa, là 4-5 tiếng trung bình cho một tập. Đó, đầu tư công sức các thứ nhưng mà cái số lượng view nó không cao bạn. Thì lý do mà cái số lượng view của mình nó không cao á là tại vì chúng ta bị mất đề xuất nha các bạn. Thứ nhất là mình off cũng khá lâu, thứ hai là mình mới quay lại thì chắc chắn là nội dung của mình nó sẽ ít người xem, thì đa số toàn là những bạn đã đăng ký thôi, những bạn người xem cũ xem thôi. Thì cho nên dẫn tới việc là chúng ta sẽ không hiệu quả, không quảng bá được series này. Đấy, cho nên mình quyết định á là mình sẽ tách ra hẳn một kênh, và kênh đó sẽ chuyên về Minecraft Sinh Tồn, Minecraft Mod, Minecraft Thử Thách của tất cả các bạn. Và sẽ là một kênh mới hoàn toàn 100% luôn. Và kênh đó có tên là gì? Đó chính là kênh Minecraft, kênh Minh MC các bạn, tức là Minh Minecraft các bạn. Thì kênh đó mình sẽ bắt đầu làm tiếp tục cái series Minecraft Sinh Tồn này, tức là từ tập 21 trở đi. Thì chúng ta sẽ làm ở trên kênh đó. Đấy, thì kênh đó sẽ có cái gì? Thì cũng giống như kênh bình thường của mình thôi, nhưng mà là kênh chuyên sinh tồn, lúc nãy mình đã nói rồi đúng không? Và tất cả những cái gì liên quan tới sinh tồn sẽ có ở trên đó. Và sẽ là khoảng tầm 2 ngày sẽ có một tập nha các bạn. Đấy, như vậy thì các bạn, nếu như bạn nào thích, thật sự thích sinh tồn, thì các bạn có thể qua kênh đó đăng ký ủng hộ cho mình. Và kênh đó đạt được 3.000 người đăng ký thì mình sẽ bắt đầu up video đầu tiên lên. Video đầu tiên chứ thật sự là tập 21 rồi các bạn, còn gì nữa. Nhưng mà mình sẽ có một cái clip để mình tổng hợp lại từ tập 1 tới tập 20 chúng ta đã làm được những gì, để cho những cái bạn nào có thể là những bạn mới xem thì sẽ biết được là tại sao mình làm kênh mới mà nó lại là tập 21 các bạn. Đấy, sẵn tiện thì chúng ta lấy một ít vàng nha. Đấy, thì cái đó là cái đó, các bạn yên tâm đi, mình sẽ làm cái clip tổng hợp sau. Còn cái chuyện mà tập 21 thì chắc chắn là sẽ có, nhưng với điều kiện là phải được 3.000 người đăng ký các bạn. Và nhớ bấm đăng ký kênh, chuông, nhận tất cả thông báo ngay khi các bạn xem cái clip này. Mình đang comment ở bên này nè. Đấy, mình sẽ comment ở bên đó cái kênh của mình. Đấy, tên là kênh Minh MC nha các bạn. Và cũng sẽ có một vài cái sự thay đổi nho nhỏ, đó chính là mình sẽ đổi skin, đổi một số thứ cơ bản thôi, đổi một vài thứ cơ bản thôi. Đấy, thì các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ mình nếu như các bạn nào thích Minecraft Sinh Tồn nha. Còn các bạn sẽ thắc mắc là còn kênh này thì mình sẽ làm cái gì? Đó chính là mình sẽ làm những cái nội dung về React, nội dung về thử nghiệm, nội dung về co-op, nội dung về mini game, nội dung về Lucky Block. Nói chung là mình sẽ làm những cái nội dung chuyên về các thể loại mini game nhiều hơn là mình làm về sinh tồn nha các bạn. Thì mình muốn kiểu tách hai riêng hai cái lượng người xem ra, để có gì kênh kia á, nếu như mình làm trăm đều thì có thể là nó một ngày nào đó nó lại cắn đề xuất thì sao các bạn, đúng chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ phải bay đi xa, xong mình quay trở lại một cái. Nó không có xuất hiện mấy con xương đen các bạn ơi. Vô lý thật sự. Tại sao là không xuất hiện mấy con xương đen? Tập này mình sẽ tiêu diệt Wither Boss. Mình sẽ cố gắng kiếm ba cái đầu để chúng ta kết thúc một phần là đám boss ở trên channel MK Gaming luôn. Có mấy bạn kêu là anh ơi, anh nên sử dụng cái rìu chặt thì nó sẽ được xác suất tỷ lệ cao hơn. Các bạn ơi, không phải đâu bạn. Cái này cũng hơi xui lắm. Chắc vậy bạn dùng rìu để nhiều hơn. Đấy, cái đó thì có thể là các bạn chơi mod thì các bạn thấy như vậy, chứ thật sự là chơi bình thường thì kiếm rìu mình thấy như nhau.
Thì tỷ lệ nó xuất hiện mình thấy cũng xem nhau vậy, 1-9, 1-10 à, thì cũng không có phải là quá khác biệt. Ví dụ như quýnh cầm rìu, quýnh auto chặt 100% rớt đầu cũng có đâu, chỉ là các bạn tưởng tượng thôi chứ không có như vậy đâu. Nếu mà như vậy thì thôi, ai cũng tay cũng dùng rìu ta đánh rồi, dùng kiếm làm cái gì, đúng không? Đấy, trời ơi. Ai, wow, trên này có tầng mới nữa à. Nãy giờ mình làm gì có tầng nào ở trên này nữa. Vaikanoi, lấy đèn về luôn đi. Thì kênh mới của mình sẽ up video khi được 3.000 người đăng ký nha các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình để mau chóng đạt được 3.000 người đăng ký. Và mình sẽ upload video đầu tiên lên nha các bạn. Video đầu tiên chắc là tập 21. Ừ, đây là tập 20, thì video đầu tiên sẽ là tập 21 ở trên kênh đó, nhưng mà nó sẽ là tập 1 nha các bạn. Đấy, nhưng mà mình sẽ có một cái tập là tập 0 nữa. Tập 0 tức là tập sao? Tức là tập trước cái tập 1 là nó sẽ là tập 0. Đấy, tập 0 thì là nó sẽ bao gồm tất cả những cái quá trình mà mình đã chơi từ tập 1 cho tới tập 20. Đấy, để review lại để cho các bạn xem, các bạn dễ hiểu hơn. Đấy, và hy vọng là các bạn sẽ đăng ký nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Và cũng hiện tại mình đang chat bên này nè các bạn có thể xem cái phần chat bên này nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi săn mấy cái đầu coi đã. Kiếm cái thằng này nó cũng tương đối nhỏ bạn, nên cũng khó kiếm á, hơi khó kiếm thôi chứ sự thì không làm khó mình được đâu. Để cái đồ quỷ này sao làm khó mình được. Trời ơi bạn, mình vừa đang ốp cái sàn ra các bạn. Xuất hiện gì mà mấy con play quá trời luôn. Đây, bên này có mấy anh da đen đây. Chủ yếu là mấy anh da đen thôi chứ còn mấy con play thì quýnh gì. Đang có thuốc kháng lửa rồi cho nên không sợ. Đâu, hai con, ba con lần luôn. Ui Chanh mày. Ui, càng đây. Ui, không được cái đầu nào với ta. Không được cái đầu nào luôn các bạn. Khó chịu. Đây, bên này còn hai con này. Qua đây. Đấy, qua đây rồi. Ui, không có. Hình như không có đường rồi, tụi nó đi qua đúng không? Có được. Ơ, được rớt nha, Rồi, xuống đây. Trời ơi, play gì nhiều tê. Ui, play nhiều. Zombie Bitman cũng nhiều nữa. Bắn chết mấy này. Một hit chết à. Mày ồ mèo. Nói chung là đi xuống đây phải có thuốc kháng lửa nha bạn. Không có thuốc kháng lửa thì chỉ có toan thôi. Đây, tới đây coi. Để mình thử coi có không. Khó lắm. Ui, không có nữa bạn ơi. Qua đây, ba bé nữa. Mình sẽ cố gắng là mở rộng cái sàn này bự thiệt bự, là đảm bảo thế nào nó xuất hiện nhiều xương đen rồi. Cứ bay đi vòng quay lại là được. Kiểu như reload chân đó bạn. Không có luôn bạn. Chỗ này tối thế. Cho cái đuốc sáng sủa coi. Cho cái đầu coi. Ui, vẫn chưa có bạn ơi. Khổ ghê. Đấy, thì cái này giờ là... Ui, chỗ xuất hiện cái đống kìa. Ủa, phải không? Ui, con mắt ma. Tưởng đâu ấy chứ. Mình giết con mấy con play. Con play nó vướng chỗ bạn. Đây. Solo Coco. Ui, không có rồi các bạn ơi. À đây, bên này. Qua đây, qua solo luôn. Ơi. Mình đánh nó lại nó rớt xuống dưới luôn các bạn. Trời ơi, không có. Giờ mình sẽ phải đi kiếm một ít gỗ về. Đã làm cái gì? Đó chính là mình cắm mấy cái đuốc lên các bạn. Cắm đuốc thì tụi nó không ảnh hưởng với tụi nó đâu. Tụi nó vẫn xuất hiện bình thường nha. Ánh sáng không ảnh hưởng nha các bạn. Đây, để mình đi kiếm cái vùng gỗ đỏ. Cái mình làm miếng gỗ quay về tại có than nè. Mình làm mấy cái đuốc cắm lên nó tối quá. Trời ơi, đây rồi. Vùng gỗ đỏ đây. Ui, này ba bốn cây chậm lại luôn à. Một cây làm chẳng nên non à. Ba cây chậm lại là nên hòn núi cao à. Ok. Mày. Ui, lại không rớt các bạn ơi. Khó thế. Khó. Ây da. Ui, để nó chém trúng phán mới ghê chứ. Đây, nói chung là mình còn đúng một bình thuốc kháng lửa thôi các bạn. Nếu mà hết thì chúng ta phải về chúng ta chế thêm rồi. Chứ xuống đây mà không có thuốc kháng lửa thì chỉ có toan. Ngoài ra thì mình cũng đang đào thêm netherrack để chúng ta ốp lại nè. Ốp lại để mở rộng cái sàn diện tích thì cái tụi xương đen này xuất hiện nhiều hơn nha các bạn. Đây, hai con. Ui, hai con. Cái xác suất nó là khoảng tầm, theo mình tính toán theo xác suất của mình là khoảng tầm 30 con sẽ có một đầu bạn. Theo bạn quýnh 90 con là rất ba đầu. À, dạng vậy tầm đó. Đó, nói chung là xác suất nó tầm vậy. Đây, tiếp tục. Thấy không? Không có rồi đó. Uầy, cuối cùng được một đầu các bạn ơi. Yes,
nói mà, xác suất, cái tỷ lệ xác suất của nó phải là tầm 30 đầu. Tại vì mình coi nè, sinh vật nè, đây cái con đó là con gì ta, bộ xương đen không, mình đánh 40 con rớt một đầu các bạn, thì kệ, xác suất tỷ lệ là 40 rớt một đầu cũng được, thì mình đánh 120 là sẽ rớt ra ba đầu cái gì, trời ơi easy. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một đầu làm vốn rồi bạn. Bây giờ mình sẽ chết đi. Đấy, bây giờ mình bay đi một vòng quay lại để nó reload cái chân đó một phát, để nó xuất hiện lại quái các bạn, nó sẽ xuất hiện tương đối kha khá số lượng xương đen, rồi mình sẽ lại tiếp tục đánh và chúng ta lại tiếp tục kiếm đầu. Ủa, chỗ này chưa xa lắm. Ở đây có rồi, reload lại nè. Giết cái con play cái. Đâu? Hai con xương đen. Ê, từ từ từ. Ê, ôi. Uầy. Căng ấy. Không phải, nó nhảy xuống. Ôi rồi luôn. Nó nhảy xuống dưới nó đánh mình luôn chứ các bạn. Đây và đây có con bắt ma. Qua đây. Đấy, bắt ma này cũng ngon các bạn. Bắt ma này mình về mình chế thuốc kháng lửa các bạn. Đó. Thấy chưa? Bắt ma cream thấy không? Đấy, cứ một là được ba, cứ một bình này là mình chế được ba cái. Rồi luôn, nó rớt mất tiêu luôn các bạn ơi. Cái con này nó ham đánh mình quá, nó rớt xuống dưới lava luôn rồi. Mấy con này thiệt là ngáo ngơ mà. Đây, reload lại. Ba bé. Hy vọng ba bé này cho thêm cái đầu nữa thì ngon. Không có rồi các bạn ơi. Như mất rồi. Nhân phẩm. Ra là 4 con luôn. Tuyệt vời. Đúng là như vậy, nên như vậy. 4 con này phải có một đầu, phải có một đầu. Phải có một đầu. Ui luôn. Phải có một cái đầu luôn, cái đầu gối luôn. Đầu gối. Ây da. Ôi từ, đừng rớt. Ây da. Không hy vọng được các bạn. Ôi da. Mùi bắn gì keo thế. Rồi chết. Đây, lấy thêm mắt mạc cream nào. U, một đầu nữa. Tuyệt vời. Đây rồi. Ngon các bạn. Mình đánh được một đầu nữa các bạn ơi. Ngon lành rồi. Bây giờ chỉ cần một đầu nữa thôi là chúng ta sẽ triệu hồi Wither Boss, tiêu diệt nó. Rồi sau đó làm cái gì các bạn? Đó chính là sau đó chúng ta sẽ có được một cái đèn hiệu. Có đèn hiệu rồi thì thôi, tính tiền. Đấy, bây giờ tiếp tục mở rộng cái phần này ra nhá. Dưới này có một bé nè anh em. Dưới này một bé. Một bé bị rớt. Ôi. Có đầu không? Ơ hình như có đầu. Từ từ. Ui, đẳng cấp luôn các bạn ơi. Mình thấy cái cục vuông. Ui, như vậy là chúng ta đã đủ ba cái đầu đó các bạn. Easy vãi nồi luôn. Xôi ơi, mình đủ ba cái đầu luôn rồi. Như vậy là chúng ta sẽ quay trở về để làm gì? Mình sẽ quay trở về để triệu hồi Wither Boss và kết thúc tập 20 ở series ở channel MK Gaming nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về cái đã nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về nha. Từ lấy đồ cái đã, mình để mấy cái rương bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu vực Demise của mình để tiêu diệt Wither Boss. Tại vì mình nghĩ là con Wither Boss này nó cũng không khó tới mức độ mà chúng ta phải sử dụng quá nhiều đâu. Như này đồ là đủ giết rồi. Đấy. Đây mình đã lấy sẵn 4 cái cát linh hồn với lại 3 cái đầu là dư. Đấy, bây giờ đi xuống nha. Ở dưới này thì mình sẽ nhốt nó trong cái đường Demise của mình và mình đánh thì nó sẽ easy hơn. Còn nếu các bạn thích solo nó cũng được, các bạn kiếm thêm vài cái bình thuốc hồi máu ấy là các bạn đánh được à. Chế vài bình thuốc hồi máu với lại mặc full giáp như mình nha. Đừng có mặc cái cánh cứng nha các bạn, mặc cánh cứng là nó giết chết luôn ấy. Mấy con này nó khỏe lắm, đùa với nó được đâu. Nhưng mà mình có kinh nghiệm rồi, mình đánh cũng khá là nhiều con rồi cho nên mình cũng rành tí các bạn. Đấy, mình xuống đây mình đánh nha. Rồi, thì bây giờ để mà đánh được nó đúng không? Thì chúng ta chạy thiệt là xa. Đấy. Xa ơi là xa. Tới đây để đảm bảo là khi nó phá ra thì mình sẽ còn thời gian để đánh nó nha. Rồi đây, bắt đầu nó đều nhức nách. Dưới này có kim cương à. Vãi nồi. Bữa giờ có kim cương mà mình chưa lấy à. 1, 2, 3, 4. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đấy, rồi bạn đợi tí nó hồi thành máu. Đấy, cái gì đồi là sao. Đồi chịu hồi, tự nhiên đồi Wither. Đấy, đợi nó nổ bùm nè. Xong rồi bạn bắn. Đó. Ui. 1 máu nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, bắn nửa cây máu là được. 6, 7, ơ nó đâu rồi? 8. Ây da. Ây da. Ui, ở trên.
ở trên này có cái vật lý. Ở trên này từ từ, ở trên nó có cái bắn thử cây máu đi, bắn thử cây máu rồi mình lên mình chém đó. Rồi đó, bây giờ là nó gồng lên như vậy rồi thì mình sẽ không có đánh được nữa, không có. À, rồi, ok. Đúng. Đó. Đấy, phải dụ nó, gồng lên vậy là không bắn tung được nữa nha các bạn. Nhưng mà đánh được. Đấy. Đó, easy, cứ tới lui. Ôi giời ơi. Easy game. Thiệt là dễ mà. Game quá đơn giản, các bạn thấy mình đánh Winterbot đơn giản không? Mặc dù cũng có hơi cái phần chệch choạc tí nhưng mà easy. Dầm ba con Winterbot này làm sao làm khó được mình các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta đã tiêu diệt Winterbot rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên mình chế tạo cái beacon phát nào. Đấy. Trời ơi. Quá là điều easy luôn. Đấy, chúng ta sẽ cần vài cục obsidian đúng không? Vài cục obsidian thì lấy ở trong này ra. Hình như là ba cục thì phải, theo mình nhớ là ba cục. Rồi một ít kính đúng không? Trời ơi, mình nhớ chính xác rồi các bạn ơi. Mình sao mà nhớ sai được. Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải có 9 cục. Mình nghĩ lấy 9 cục lục bảo là nó hợp nhí rồi. Đấy, bỏ vô đây. Rồi cái này có phần xương, rồi này có phần than thì bỏ vô đây, và phần đá các thứ thì bỏ vào đây luôn. Đấy, quá trời đồ luôn. Nói chung là ở đây mình chứa được hết tất cả đồ rồi, lo gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt ở đâu đây nhỉ? Mình nghĩ là đặt ở vị trí tụi dân làng nó hợp lý nè các bạn. Tại sao? Tại vì tụi nó cho mình ngọc lục bảo để mình làm mà, cho nên mình để tạm đây đi. Đấy, bằng. Uầy, mang một đèn hiệu về nhà, bỏ vô. Và hiệu ứng của chúng ta sẽ là hiệu ứng tốc độ đi. Đấy, tốc độ, đèo nhanh cũng được. Đấy, như vậy là chúng ta đã kết thúc 20 tập sinh tồn ở trên channel MK Gaming. Thì nếu như bạn nào thích ấy, thì nhớ xem bên channel Minh MC để ủng hộ cho mình nha. Và đừng quên kích vào nút đăng ký, kích vào cái chuông bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel Minh MC cũng như là channel MK Gaming nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trên channel Minh MC. Bye bye.